để các cầu thủ, ban huấn luyện và thành viên đội yên tâm tập trung 100% cho công tác chuyên môn. Ban tổ chức và các nhà tài trợ đã sắp xếp từ khâu di chuyển, đi lại đến ăn ở cho các đội đến thành phố Hồ Chí Minh tham dự vòng chung kết giải bóng đá thanh niên sinh viên Việt Nam lần thứ 2 năm 2024 Cúp Thaco. Các đội từ Hà Nội, Khánh Hòa và Duyên Hải miền Trung đã lên các chuyến bay của Vietnam Airlines để về thành phố Hồ Chí Minh. Còn các đội ở Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ được ban tổ chức bố trí xe đưa đón tận nơi. Trong thời gian này, các đội cũng sẽ được ban tổ chức bố trí xe đưa đón đi tập luyện, thi đấu tại sân vận động trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tại thành phố Hồ Chí Minh, các đội sẽ lưu trú, ăn uống, nghỉ ngơi tại khách sạn Thiên Hồng, Bát Đạt và khách sạn Đồng Khánh trong hệ thống của Saigon Tourist Group. Đây đều là các khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố, với phòng ốc đầy đủ tiện nghi và thực đơn dinh dưỡng, thay đổi đa dạng mỗi ngày. Cũng giống như vòng loại, trang phục thi đấu của tất cả các đội là trang phục của Bun Bầu. Và ở vòng chung kết, mỗi đội sẽ được phát hai bộ trang phục mới hoàn toàn. Quả bóng chính thức của giải là bóng động lực với tiêu chuẩn FIFA, được sử dụng cả trong thi đấu chính thức và quá trình tập luyện của các đội ở thành phố Hồ Chí Minh. Các đội sẽ được sử dụng nước khoáng Thạch Bích trong thi đấu. Đồng thời, các đội và khán giả sẽ được giải khát bằng nước uống bổ sung Red Bull và sữa đậu nành Fami trong suốt thời gian diễn ra giải. Bảo hiểm 3A là đơn vị cung cấp bảo hiểm tai nạn con người cho tất cả các cầu thủ, đội ngũ giám sát và trọng tài. Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ vòng chung kết được thực hiện và truyền hình trực tiếp bởi FPT Play.